Từ giờ trở đi, tôi muốn giữ liên lạc lại với con ruột của tôi. Bà nói cái gì? Tôi nói là tôi muốn gặp lại và giữ liên lạc với con tôi. Bây giờ ông có thể chọn lựa. Cho tôi gặp con hay là ly dị với tôi. Hay thiệt là. Tôi biết ông đang choáng váng lắm, nhưng tôi còn có thể làm sao đây? Căn bản là ông không thể nào chịu đựng được việc tôi lừa dối sau lưng ông tôi thì cũng không thể giả bộ như không biết đến sự tồn tại của chúng nhưng tôi càng không thể gạt ông và lén lút đi nhìn chúng được nữa cho nên là cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bà vẫn muốn gặp lại bọn chúng nếu không bà sẽ quyết định ly dị với tôi tôi xin lỗi bà xin lỗi hả エちんね Sao con không đi ngủ đi. Ba ơi. Ba thử thông cảm cho mẹ một chút được không ba? Ừ. Ba đã rất yêu thương con và xem con như cục cưng của mình như vậy rồi. Thì mẹ cũng vậy. Họ cũng sẽ rất quan trọng đối với mẹ. Sao con lại biết chuyện này? Lần trước lúc bị bệnh nằm ở trên giường, mẹ đã nói mớ một cái tên lạ. Là cho nên con ừ. đã hỏi mẹ mẹ nói là con gái ba cũng biết đến sự tồn tại của họ mà đúng không mẹ con nói là đã đoạn tuyệt với họ rồi sao vậy được dù sao đó cũng là con ruột đùa hên biết chưa dạ chưa đừng có nói một lời nào cho anh con biết hết không lại lớn chuyện nó vốn đã không chút thiện cảm với mẹ con rồi Giờ mà nghe đến chuyện con riêng nhất định nó sẽ lại làm ầm lên Ba ơi Ba thực sự không thể cho mẹ nhập hộ khẩu nhà mình được sao <laughs> Thì con gái bà Ê chà, Con gái bà thiệt là yếu lòng Nè Đây không phải là một vấn đề đơn giản như con nghĩ vậy đâu ừ. Nè Con nhất định phải cẩn thận trong việc lựa chọn người yêu cho mình đó Đừng làm ba lo lắng nữa Ba sẽ sụp đổ thiệt đó con có biết không Ngay từ đầu trong lòng của ba con Đã có một người phụ nữ khác mất rồi Con với con trai bác gặp nhau rồi làm lại từ đâu như vậy Thì cũng tính là đã có duyên có phận à, Bác đã làm chuyện không đâu rồi cha là vậy à, chuyện chuyện gì vậy lần đầu tiên cô ô đến tiệm của chúng ta anh có nhớ, nhớ không? Nhớ chứ cổ đã ăn hai miếng gà xong rồi mới đi về sau đó mà. quay lại đòi vào làm phục vụ cho mình kia mà ngay từ đầu cô ấy đã lên sẵn kế hoạch rồi ừ em lại nữa rồi không phải chính em đã năn nỉ cổ gì làm hậu lý hay sao ngay cả lúc bỏ nhà đi cổ cũng nói với em là không quay lại nhưng mà sau đó chính ba là người đón cổ về đó ừ không đâu à, chuyện này ba chúng ta là người rất tinh tế tại sao vừa mới gặp không lâu đã muốn đưa cổ về sống chung với mình được chứ có nhiều điều kỳ lạ quá đi à À, thôi đi ha cha hi chin à mọi chuyện cũng đã qua hết rồi sao em còn nhắc lại ông gì không được vụ này nhất định có mờ ám chuyện mờ ám gì chứ ờ à, à, không chính tình yêu đã đưa họ đến với nhau đó em hiểu không em cũng từng thích cô ô kia mà <laughs> em phải thật bình tĩnh mới được ừ đợi đã đợi đã để anh dọn dẹp nhà bếp xong cái đã hả rồi về nhưng mà em phải đi trước đi xong rồi về nha Ôi, trời ơi ấy. hôm nay cô có, có chuyện gì gì không biết nữa <laughs> làm lo chết thì được à Ồ, bác hồ đâu con? Ba và bà ấy quen nhau từ lúc nào? Có phải trước đó hai người đã biết nhau rồi không? Hả? Ba và bà ấy đã quen nhau từ trước khi bà ấy đến nhà mình đúng không ba? Hi Chin à? Bà ấy từng nói không có cách nào quên được mối tình đầu. Chính là ba đó hả? Nè cha Hi Chin, con đang nói bậy bạ cái gì ngoài đó vậy? Ok. <cười> <cười> Trời ơi. nội cũng biết được chuyện của hai người đó đúng không nội thì có thể biết được gì chứ câu lần trước của nội nói với bà ấy là có ý gì vậy hả nội câu nào hả câu mà nội đã nói với bà ấy ở trong giường đó con với con trai bác gặp nhau rồi làm lại từ đầu như vậy thì cũng tính là đã có duyên phận bác đã làm chuyện không đâu rồi tại sao không đó là ý gì em sao vậy chứ Chính là bà ấy, lúc trước đã làm khổ mẹ của con, là người mà ba đã thích trước khi lấy mẹ con về làm vợ. Có đúng không? Nội nói đi. Con nghe đâu ra những chuyện vô lý đó vậy nhưng hả? Nhưng tại sao không phải là người khác, mà lại là bà ấy sẽ chuyển tới nhà của chúng ta chứ? Em sao vậy hả bà xã? Nội không biết con đã nghe bây bả bà đâu ra những chuyện vô nghĩa này, nhưng mẹ con là dây vào bất động sản để kiếm tiền cho nhà nó, nên mới gây cho nhà mình một khoảng thời gian dài khó khăn như vậy. Bộ không biết hay sao hả? Đó là sự thật thôi con ra ngoài đi sao nội nói mẹ con ngoại tình con sao con biết được lần nào đám vũ, bà con họ hàng cũng tụ tập lại xì xầm sau lưng con và tê chiên nội cho rằng tụi con không nghe thấy được chuyện đó sao nhưng mà nội có tận mắt nhìn thấy hay chưa nội có thấy mẹ con ngoại tình chưa còn ba nữa ba có tận mắt chứng kiến chuyện đó không hê hey chiên à ba không thấy đúng không bà đã thẳng tay từ bỏ mẹ con chỉ vì nghe người khác nói xấu sau lưng mẹ mặc cho người ta có phớt lờ mẹ con đi thì bà phải là người luôn tin tưởng lời mẹ con nói mới đúng chứ bởi vì dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra con và tê chim mà sao bà có thể tàn nhẫn và khắc nghiệt với bà ấy như vậy được Trời hả bà em sao vậy bà vẫn tâm vô tình đứng nhìn mẹ con bị đuổi ra khỏi Đừng nhà như nữa vậy mà. hả bà ra ngoài đi em đi gì <laughs> chim sao có thể nói được những lời như vậy chứ trời ơi thôi đi mà Hey sinh à cuối cùng thì ba cũng đã được đoàn tụ với người yêu cũ của ba rồi ba nên vui lên đi chứ vì rốt cuộc ba có thể sống chung với người mình yêu thật lòng rồi kìa ờ, bà xã sao em nhắc chuyện cũ hoài vậy anh đúng chuyện đã là quá khứ rồi em còn có thể làm được cái gì nữa chứ nhưng mà con đây không thể tán thành cho ba và bà ấy được đâu em có biết mình đang nói cái gì hay không vậy ba tái hôn với bất kỳ người phụ nữ nào khác trên đời này con đều có thể đồng ý được nhưng bà ấy đã làm tổn thương trái tim của mẹ con kia mà. Ai cũng được. Chỉ người đàn bà đó là tuyệt đối không bao giờ được đâu. Em đừng có nấu nữa mà. Qua đây. hả Qua đây. <laughs> em có điên hay không vậy? Em biết mình đang làm cái gì không? Sao lại dám nói với bà những lời trắng ra gì như lúc nãy được chứ? Cô ô đó là mối tình đầu thì sao hả? đó là chuyện trước khi ba lấy mẹ anh thì biết cái gì mà nói hả đúng anh không biết em không nói gì cả nhà cũng không nói thì làm sao mà anh biết nhưng mà mẹ vợ cũng đã làm được gì đúng đâu chứ dù sao đi nữa thì bà cũng bỏ đi lúc còn trẻ và cũng chưa một lần nào tìm gặp con cái hết mẹ có về tìm hay không làm sao mà anh biết được dạ hi chim <laughs> anh thật là rất thất vọng về em sao em có thể đối xử với ba như vậy được chứ chứ anh thật sự rất xót xa cho ba chúng ta lắm đó <laughs> ba mình đã cô độc nhiều năm. Rốt cuộc là đi làm cái gì hả? Là nuôi con mình khôn lớn, không phải người nào cũng làm được như vậy đâu. Em là con gái ruột của ba đó. <laughs> Mẹ, sao mẹ không ngủ vậy? Ừ, mẹ ngủ không có được. Sao con lại ra đây vậy? Ờ, à, con thấy đau đầu quá, tính ra lấy nước uống thôi mà. không phải cảm rồi chứ. ừ à, chắc uống xong sẽ đỡ thôi. Khuya lắm rồi mọi người còn ngồi ở đây làm gì vậy? À. Mẹ mới được tặng cái nón này nè con. <cười> <cười> nè, thấy mẹ sao hả? nhìn mẹ yêu như diễn viên điện ảnh vậy đó <laughs> con gái của nhà đó tặng cho mẹ đó hả ừ con bé đó có một vẻ ngoài đã dễ thương lắm rồi nhưng cách nó cũng đẹp không kém gì bề ngoài sao vậy ừ? anh định vô lấy ly trà uống thôi à anh vô phòng đi em sẽ pha trà đem vô cho anh sao hả cảm ơn em <laughs> ôi trời sao mà lại thở dài hả Mẹ nói thiệt lòng đi Tại sao hôm nay mẹ ngủ không được vậy Số tiền của mẹ chu giòn trả đó ờ. Mẹ định đưa cho su hớt để nó làm ăn Nhưng mà Hôm nay mẹ có gặp người của đại lý bất động sản Họ nói chủ nhà Muốn tăng tiền thuê hàng năm Lên cao nữa đó con à Vậy hả Trời ơi Chắc bây giờ nó đang gặp khó khăn lắm đó Nếu không thì su hớt cũng không xuống tinh thần và cảm thấy buồn bã tới như vậy đâu. Đừng có phiền anh làm việc mà. Công việc của anh đang gặp rắc rối đúng không vậy? Anh sao vậy mua xu hất hiền lành mà em biết đâu mất tiêu rồi cái gì vậy nhìn nụ cười của chị ấy lúc chị nói đã bị anh từ chối rồi hồi chiều lúc em tới văn phòng để tìm anh á em có gặp chị Bora ra chuyện đó kết thúc rồi kết thúc gì căn bản là không có kết thúc mà cả hai đều còn rất yêu ừ ra ngoài đi à nước ép cà rốt có đúng không ông uống đi bà cũng biết trước rồi mà tôi không thể nào độ lượng đến nỗi có thể ngồi yên nhìn bà đi gặp con của chồng trước được tôi càng không hy vọng như vậy tôi cũng không mong tụi nó sẽ chấp nhận mình bây giờ tôi không còn có tư cách làm mẹ tụi nó nữa điều duy nhất tôi muốn làm ở thời điểm hiện tại là có thể bên cạnh tụi nó khi tụi nó cần tới sự giúp đỡ của tôi đó là tất cả những gì tôi muốn làm Ông có thể thông cảm được cho tôi. Ừ, để tôi suy nghĩ lại cái đã. Ờ, à, con mới thức dậy đó hả? Ô ra có thấy nó đâu không? Sáng sớm nó đã ra ngoài rồi. Nó đi đâu vậy? Mẹ không biết. Trời, con gái sáng sớm ra ngoài mà bà cũng không hỏi thăm nó đi đâu luôn hả? Vì bình thường thì nó cũng hay đi chợ sớm như vậy lắm mà. Sao vậy? Cô bị cảm rồi hả? Không đâu. Chỉ là ho khan một chút thôi mà. Sao không được? Nhìn mặt cô xanh xao lắm luôn đó. Ê chà trời nóng quá rất giả cho mọi người rồi mọi người tan ca đi nha ơi, à, cảnh sát mù à hôm nay cô có lịch đi làm tình nguyện có phải ừ, không dạ cảnh sát chơi cũng vậy ê à, cha, cảnh sát mù của chúng ta thể lực tốt thiệt <laughs> cũng đúng á lúc tôi còn trẻ đó ngày nào tôi cũng phải trực ca đêm chưa hết. từng thấy qua đồn trưởng chúng ta đi làm tình nguyện nha trực đêm liên tục thôi cũng đã mệt lắm rồi nói gì tới chuyện làm tình nguyện không nổi đâu trời ơi cảnh sát mù à Cuối cùng thì cô có sức mạnh gì mà chịu đựng được vậy? Cảnh sát mù đã là mẹ rồi mà. Đúng đó. Phụ nữ tuy rất là kiên cường, nhưng người mẹ còn cứng rắn hơn hẳn. Ê cha, Em sốt cao như vậy sao mà làm tình nguyện được hả? Uống thuốc là hết thôi mà. <laughs> Cố gắng mấy cũng phải có mức độ chứ. Em cứ như vậy sẽ xỉu đó. Sẽ không sao đâu. <laughs> Tôi nghe đây. Dạ thưa anh. Dạ. đây là cái gì vậy ờ là của mẹ đưa cho tôi đó mẹ nói là của nội tôi truyền lại nhiều đời kêu tôi đưa cho bà đeo cái này là kim cương thiệt đó hả <laughs> tôi định làm cho nó đặc biệt chút thôi bộ bà thấy nó nhỏ quá hả không có nhỏ gì đâu nhìn nó đẹp lắm đó nè bà đưa tay cho tôi ồ oh, rất hợp với bà hạnh phúc là như vậy thôi đúng không ông không ngờ bây giờ tôi lớn tuổi như vậy rồi mà còn được ông cầu hôn nữa chứ bà có thích nó không đương nhiên là thích rồi cực kỳ thích nữa là đằng khác tôi giống con nít lắm đúng không ông như vậy mới giống chun rê chứ làm <laughs> sao mà ông biết là tôi sẽ thích kiểu nhẫn vừa đơn giản vừa đẹp mắt mà lại vừa thời thượng như vậy <laughs> thích là tốt rồi thật lòng cảm ơn ông. Tôi sẽ là một người vợ tốt. Mẹ ông sẽ... À không. Mẹ chúng ta nhất định sẽ thấu hiểu cho tấm lòng của tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại về chuyện này. Là tôi vẫn có thể làm ở tiệm gà được chứ. Làm vậy thì tôi mới có thể giúp đỡ được Hi Chim và thân thiết với nó. Mẹ ơi con về rồi Ủa ba đâu Đi siêu thị rồi Con phải cố gắng mà học hành đi Đừng để bị sao nhãn nữa nghe chưa Mẹ không thấy sao Con đi học mệt muốn xỉu luôn á Mệt cái gì mà mệt chứ mẹ cho con biết nha Mẹ đang tìm lớp học thêm khác cho con đó nghe chưa Nữa hả Thời gian nghỉ hè là lúc phải nỗ lực mà học chứ <laughs> ờ, Đau lòng chết đi được Ủa hê cho anh Hê cho anh Ê... à Hình như con không được vui hả Mẹ con lại tìm lớp học thêm cho con nữa kìa Con không chắc là thành tích sẽ tốt hơn đâu Nói thiệt thì Con cảm thấy học không có vui gì hết Vậy mà siêu hôn lại là người đứng đầu lớp con đó Bạn ấy học thấy vui lắm Nhất là khi cậu ấy giải được vấn đề gì đó khó hiểu Còn cậu thì thấy sao Cậu có suy nghĩ giống như cậu ấy không Không biết nữa Tôi là không hứng thú với việc học, nhưng ít nhất cậu cũng không ghét. tới khi nào thì cậu đưa ra quyết định là lớn lên mình sẽ làm cảnh sát vậy? Lúc cậu nhìn thấy sự quay về của ông con, cậu rất muốn khi cậu lớn lên cũng được giống như ông con vậy. Hay thật á, giờ thì ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực rồi. Liệu con có giống như ba con không? Bởi vì con cũng rất hứng thú với món gà rán. Chào của cậu giỏi mà, đừng lo, <laughs> Cứ về hoài của bộ tôi không xong rồi đó Tôi một ngày mà mệt như vậy Nói gì cảnh sát mua đã làm nhiều ngày nay rồi Cô đúng là rất lợi hại đó nha Sao cảnh sát chơi lại làm tình nguyện vậy hả hey, Là cảnh sát trang năng nỉ tôi làm giùm đó tôi không thể từ chối cô ấy được cảnh sát chê tôi bộ thích cảnh sát trang lắm có đúng vậy không ồ bộ rõ lắm hả ừ, phải kiềm chế lại mới được <laughs> nhưng nhưng mà đội trưởng cha cũng thích cảnh sát trang luôn đó hả không biết làm sao ôi à, trời ơi cái vụ dạy cảnh sát trang học giỏi là thấy quá rõ luôn rồi lần trước đội trưởng cha còn đích thân chủ động đưa cảnh sát trang về nhà của cô ấy nữa kìa tôi à, nghe mọi người ở trong văn phòng đồn nhau đội trưởng cha sẽ không bao giờ từ chối những người phụ nữ luôn tỏ ra quan tâm đối với mình đâu tất cả những ai tỏ tình trước với anh ấy anh đã đều đã từng hẹn hò hết hơi thời gian trôi nhanh thiệt tới giờ rồi cô về đi ha ờ vậy tôi về trước ha <laughs> <laughs> tại sao anh lại ở đây vậy em thấy đỡ hơn chưa tôi có chuyện gì đâu nhưng mà sao anh lại mặc đồng phục vậy thầy giáo đại học của anh vừa qua đời tối qua anh phải đi tới giếng về nhà nghỉ ngơi đi cộng sự của anh còn ở đây kia mà cảm ơn anh cà phê buổi sáng à không cà phê hoàng hôn mới đúng cảm ơn em đi đám tang ở đâu về vậy hả busan busan hả sao vậy cảm động lắm hả nhưng sao em lại không hỏi anh hỏi gì tại sao anh lại chưa gặp cảnh sát trang gặp cô ta rồi anh đã nói những gì ừ. tại tại sao tôi phải hỏi cái đó chứ em còn giả bộ nữa để anh chia vậy không có gì thay đổi đâu anh biết là em vẫn còn đang suy nghĩ em nghĩ chuyện anh hỏi đúng không <laughs> anh suy nghĩ xong rồi đó 그 사람만 바라봤던 바로 그 순간 한 사람을 만나봤던 바로 그 순간 이게 사랑이라 느꼈어 tôi đi vô nhà trước đây. Anh lái xe cả đêm mà nhìn em còn mệt hơn anh nữa. Ừ. Trực đêm thì phải vậy chứ làm sao nữa. Bởi vậy đừng ép bản thân làm thêm việc tình nguyện nữa. Nếu không anh sẽ điên lên vì em đó. Tôi đã nói không sao rồi mà. Tới anh còn kiệt sức mà em không có gì được hay sao? Ai biểu anh chạy về trong đêm chứ? Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em khiến anh chạy về đó tôi đâu có đâu chỉ cần nghĩ tới em đang làm việc ở đồn một mình thôi là anh muốn chạy về ngay lập tức tôi tôi vô nhà trước đây <laughs> 진 장이 멎 어서 아무 것도 난 하지 못해 사랑 인가 봐, 내 사랑 인가 봐. Ôi oh, oh, trời, con mệt rồi, để ngủ đây luôn đi. Không sao đâu mẹ, mẹ ngủ đi. ờ. Uh, uh. mẹ đây uri à con ngủ đi sao tự nhiên lại giết di chúc <laughs> tuổi cũng lớn rồi chuẩn bị cho tốt ngay từ bây giờ cũng hay lắm mà Quyết áp của tôi cũng thất thường lắm chuyện đời mà Đâu ai biết trước được điều gì đâu. Dạ. Cậu cũng biết chuyện nhà tôi. Có chút phức tạp ở trong đó rồi. Trước sau gì cũng có chuyện xảy ra thôi. Cho nên tôi cần phải sắp xếp mọi thứ cho hợp lý trước khi đi. Ờ. À, đừng nói chuyện này cho thằng đua hên biết đó nghe. Chủ tịch đừng lo lắng. Ờ. À, chuyện cậu qua lại với Bora sao rồi? Sao không nghe nói gì hết vậy? Thay đổi suy nghĩ nhanh dữ vậy không. hả? Dạ, dạ không. Đàn ông là phải mạnh mẽ lên mới được chứ. Hả? Cậu mà cứ như vậy hoài là không lấy được lòng nó đâu hả? <laughs> <laughs> ai nói gì với ba tôi mà nói lâu quá vậy? tới giờ mới xong không có gì nói chuyện công việc này nọ chút thôi. <laughs> Ba tôi kêu cậu giữ bí mật đó hả? Chị Hi, tôi đã cam kết là luật sư của chủ tịch rồi, không phải bạn nội gián của cậu đâu. Không phải ba tôi định sẽ cho bà hơn đó. Coi bộ cậu cũng không hiểu chủ tịch hơn tôi bao nhiêu. Nhưng tôi biết cậu đang lo cái gì đó nha. Không phải. Không phải. Chủ tịch chưa chính thức đăng ký kết hôn với bà Hơ lần nào, thì làm sao mà nhập hộ khẩu cho bà ấy được? Vậy thì có chuyện gì với bà Hơ đó vậy ta? Cái bà đó sẽ không thể nào chịu bỏ đi một cách dễ dàng như vậy được. Bà cũng không chịu nói gì cho tôi biết hết ôi tò mò chết đi được mà <laughs> mà nè Bora ra bây giờ sao rồi hôm nay tôi định nói mấy câu với nó mà sáng sớm nó đi ra ngoài mất rồi chút nữa đi uống rượu với tôi nha tên lừa chu dông mà tôi quen biết để sao kiếm tiền mà anh ờ à, tên lừa như cậu mà cũng muốn làm người có tiền sao anh chúng ta phải có được dự án em sẽ cố gắng kiếm đủ 40 triệu để trả lại cho ông ấy cứ đợi mà xem <laughs> nhưng mà anh cãi nhau với chị bu ra hả muốn sự nghiệp thành công được thì anh nên đối xử tốt với chị, anh biết không? Người ta nói một khi phụ nữ mà hận thù rồi thì điều tội tệ sẽ đến, vậy sao công việc thuận lợi được? Đừng nói chuyện không đâu nữa, lo làm đi. À. Sao vậy? Vì cái tên đó hả? Tôi không phải muốn nói cho cậu vui đâu. Bộ ra chưa bao giờ dám làm trái ý của ba tôi. Mà cậu cũng biết ba tôi sẽ như thế nào nếu như biết được sự thật mà. Cậu có biết lần duy nhất mà Bô Ra dám cả gan chống lại ba tôi là khi nào không? Chính là lúc ba tôi phá hoại gia đình của bạn nó, mà lúc đó nó đang là học sinh trung học phổ thông đó. Nó không thể chịu được cảnh chứng kiến người khác chịu cực khổ. Vậy thì cậu nghĩ nó có thể cho người đàn ông nó thương phải khổ không? Không đâu, nó mà càng thích cái thằng Musu hớt đó, thì cơ hội ở bên nhau sẽ càng ít. Nhưng hình như không có gì có thể làm cho Bora thay đổi suy nghĩ đâu. Ý cậu là sao hả? Tôi đã từng đem chủ tịch ra đe dọa cổ, nhưng cổ vẫn dững dưng. Sau đó cổ biết tôi đã cái chuyện về hắn cho cậu biết. Cổ đã nhìn tôi với ánh mắt rất căm hờn. <laughs> thế trong người sao rồi ờ à, con khỏe rồi ừ trà ô long mới pha xong còn nóng lắm đó uống cẩn thận nha <laughs> mẹ à con cảm ơn mẹ nhưng bây giờ mẹ đi đâu vậy ờ à, su hớt đó mẹ định đi đưa chút đồ cho nó để con đi cho trời ơi con đi làm chắc bận lắm để mẹ trực tiếp đưa tới đó là được rồi ôi trời có gì đâu thuận đường thì con đi cho tiện thôi mà à, từ bây giờ trở về sau đừng làm tình nguyện kiếm thêm làm gì nữa ôi trời tụi con chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc người kia đang gặp hoạn nạn thôi ngày nào cũng đi làm thêm trực đêm mệt như vậy hết mẹ sợ con sẽ không chịu nổi con không sao đâu mẹ mà mẹ nè lúc con tới đồn để làm việc rồi mẹ nhớ là phải coi con như mẹ của uri chứ đừng coi con là con gái đó như vậy cảm giác sẽ tự hào hơn đi cẩn thận đó thôi con đi làm mẹ ha đương nhiên là tự hào rồi nhỏ chưa hiểu chuyện mà xin đẻ nuôi dạy con cái mất rồi lâu rồi không gặp cô ừ đúng là lâu lắm rồi không gặp cô muốn nói cái gì vậy nghe giống như anh đang bận lắm vậy được rồi em có chuyện này muốn nói với anh vì lòng tự trọng của mình mà em đã giấu nó lâu lắm rồi nhưng giờ thì em Anh sao vậy? Chín à... bộ ra Anh hai Để tôi giới thiệu lại lần nữa Tôi là anh trai của bora ra Tôi đã biết được rồi Cậu đã biết rồi hả biết rồi thì cậu cũng hiểu tính tôi rồi mà anh à chúng ta về nhà rồi hẳn nói đi em tránh ra đi cậu đang hẹn hò với bô ra sao nếu như cậu trả lời là có cậu sẽ mất hoàn toàn dự án còn nếu như cậu cứ tiếp tục qua lại cuộc đời của cậu coi như là tiêu rồi cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi tôi thực sự rất thích của Bura.